Xin chào cả nhà. Hôm nay mình mời cả nhà ăn tôm sú luộc nước dừa với mình nha. Cái tôm sú này rất là to luôn á cả nhà. Đây khoảng 12 con ký á. Chấm với nước chấm hải sản của mình nè. Mình gồm tương ớt, nước mắm, đường, chanh. Mình giả sả, tỏi, chút xíu gừng, chút xíu củ hành tím. Ớt mình giả nha. Rồi rồi rau này cải ngọt ha, này xà lách, này ngò gí, dưa leo. Rồi xin mời cả nhà ăn với mình. Thịt không luôn, luộc nước dừa cái thịt nó ngọt lắm. Đây, thịt không cả nha, đặc luôn, chấm với nước chấm của mình ha. Đây, nước chấm chiên dạng về hải sản nè, đồ nướng. Bỏ chút xíu ngò gí vô nữa chứ, ngò gí bằm bỏ vô nữa, ngon. Đây, xin mời cả nhà. Nó rất là ngọt. Quá tuyệt. Thật nó dẻ quá trời dẻ luôn à. Rất là tuyệt. Chấm nước chấm này ăn rất là ngon luôn cả nhà. Luộc cái nước dừa cái thịt nó ngọt lắm. Đừng luộc nước lạnh thịt nó không ngon. Thịt nó bị lạc. Rồi nó đặt tới dưới cái đuôi luôn. Đây xin mời cả nhà nha.
Đây là con thứ tư đó cả nhà. Tôm này hình như là 1 kg 250. Đây khoảng 12 13 con ký. Đây là mình nhờ phải đặt mua ở chỗ vuông tôm mới có. Thật là đặt trứng luôn. Dễ khắc không? Thường tôm này là mấy người ta nuôi rồi để mấy cái ao lắng đó. Lâu ngày nó không ăn thức ăn nữa nên thịt nó ngon. Quá tuyệt luôn. Đúng là nó dễ ghê luôn. Ngắt mà. Cái vỏ nó bóng lét nè. Cả nhà thấy không? Thịt không luôn. Thường những con tôm mà thấy mình khi mình luộc nó bị nhót lên cái vỏ nó. Cái ruột ở trong nó xíu à. Còn con này nó không bị nhót đi chăng luôn. Cái thịt với cái vỏ nó muốn là liền với nhau luôn. Xin mời cả nhà. Và đã. À, những con này nó qua đông lạnh này đó, nếu mà nó không đông lạnh thì mình ăn sống luôn á. Nếu còn tươi mình ăn sống luôn. Đủ, con này quá trời to luôn. Thật đặc. Quá trời thật đấy. Ồ. Ngon lắm. Cái thịt đấy mình gờ cho nó cứng chứ không phải là bụng xì nha. Cứng nhắc à. Đây, mời cả nhà. Chấm này mình phải chấm nhiều vậy nó mới ngon. Đó. Con này thì cái đầu nó bầm lỏng à.
này có tôm càng xanh đó, cái đầu nó mới có thịt, còn mấy con này là cái đầu nó mỏng, nó chỉ được cái mình. Cái mình này thì đặc biệt là thịt nó rất chắc. Là con như con nấy trời thật chứ quá trời đã không. Tự nó nhảy lên nó còn sống rồi đây, mời cả nhà. Chắc loại đó tươi.
đây là bí quyết nước làm nước chấm của mình, hàng hải sản rất là tuyệt luôn. Với những món nướng cả nhà thấy con tôm sú nó to, thịt quá trời thịt luôn, đặc cứng nữa, mình ăn nó chơi mười mấy con rồi đó, quá trời tuyệt luôn. Ok, mình sẽ dừng video đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha. Nếu hay cả nhà nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào tạm biệt.